phần giới con. À, đây là tình yêu của tôi và cũng là thiên đường của các bạn. Xin chào các bạn đến với tôi. Bùi Vũ Quý gehört zu den Rangern, die den Park schützen. Täglich ist er auf Patrouille unterwegs und macht dabei regelmäßig Halt an seinem Lieblingsplatz. Ein 300 Jahre alter Baum spendet ihm nicht nur Schatten. Der Baum hat eine große Lebenskraft. Wenn man ihn umarmt, dann spürt man diese Energie. Sie überträgt sich und man bekommt ein Gefühl der Sicherheit. Ich ist es sehnlich, nicht immer wieder an diesen Platz zu kommen. Hier fühle ich mich der Natur besonders verbunden. Ich nehme mir Zeit und horche in den Baum hinein und ich kann seine Geräusche hören. Der Baum bietet mir Schutz und Sicherheit. Mio, ey, Mio. Mio, ey. Mio, ey. Con làm gì đấy? Mio, con làm gì đấy? Con đang dọn à? Mio, con dọn à? Con dọn cái gì đấy? Dọn cái gì? Con dọn này là con phá. Con phá à? Ừ. Ừ, cái đấy là của mẹ đấy, đừng động vào. Ừ, đúng rồi. Con làm cái gì đây? Ừ. Cây cối mà con làm như thế nó hỏng thì sao? Mio ơi, con nói cái gì đấy? Đi ra đây với bố nào, Mio. Đi ra đây. Nó rơi vào chân này áo à bây giờ đấy. Đi ra đây. Đi ra đây nào con. Đi ra đây. Đi ra đây với bố. Hả? Làm sao con?